Trong năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, chúng ta cùng bàn về một số giống gà quý của Việt Nam. Chúng ta biết rằng là nổi tiếng nhất trong các giống gà quý của Việt Nam là gà Đông Tảo hay còn gọi là gà Đông Cảo. Thế thì gà Đông Tảo thì nổi bật nhất chính là cái cặp chân của nó. Thì gà Đông Cảo có xuất xứ từ huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Đây là một giống gà đặc thù và quý hiếm của Việt Nam. Gà có cặp chân xấu xí, đôi chân to và thô. Khi trưởng thành có thể nặng đến 4,5 kg đối với gà trống và trên 3,5 kg đối với gà mái. Đầu hình gộc tre, thân giống con cóc, cánh như hai con trai úp, đuôi như nơm úp cá, mào mâm xôi, da đỏ chót, chân to sần sùi như chân voi. Gà đòi hỏi kỳ công chăm sóc và rất khó nuôi. Gà càng già thì càng quý, thịt thường có vị thơm, ngon, đặc trưng và không lẫn với bất kỳ loại gà nào. Bộ da già rất là dày và có thể nặng tới vài lạng. Gà được xem là quý hiếm và đắt tiền bởi việc duy trì giống không hề dễ dàng. Những con gà mái đẻ trứng xong thường dùng chân voi để đạp vỡ trứng nên người nuôi lấy được trứng của chúng rất là khó. Những người mà lùng mua giống gà quý này từ ngoài Bắc đem vào Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để nhân giống và nuôi thành thương phẩm. Giống gà thứ hai là giống gà ri. Gà ri thì có hình dáng khá là bé nhỏ, có thể chăn thả trong tự nhiên. Gà thay lông vào mùa hè thu và 2 tháng, tốc độ mọc lông rất là nhanh, chịu đựng được giá lạnh tốt hơn các giống gà khác. Gà ri thịt thơm ngon, dễ tiêu hóa. Gà mái có một màu lông không đồng nhất, có thể là vàng rơm, vàng đất, có đốm đen ở cổ, đuôi và đầu cánh. Sau 1 năm, gà mái nặng khoảng 1,2 đến 1,4 kg. Gà mái thì thường 4 đến 5 tháng tuổi thì bắt đầu đẻ và sức đẻ khoảng 100 đến 110 trứng ở năm đẻ đầu tiên. Mỗi quả trứng thì nặng khoảng 40 đến 45 g, vỏ màu trắng và gà thường đẻ theo từng đợt 15 đến 20 trứng. Và khi nghỉ đẻ thì đòi ấp nuôi con rất là khéo. 1 năm tuổi thì gà nặng khoảng 1,5 đến 2 kg. Đây là một giống gà địa phương có từ lâu đời tại Việt Nam và được nuôi phổ biến ở khắp mọi miền đất nước, trong đó phổ biến nhiều nhất là vùng Trung du miền núi phía Bắc và phía Nam Trung Bộ. Giống gà thứ ba là gà Hồ. Gà Hồ là một giống gà quý và được nuôi chủ yếu ở làng Lạc Thổ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành ở Bắc Ninh. Gà có màu to, màu đỏ hoặc màu hồng như màu hoa mẫu đơn. Đuôi gà thường xòe to như một cái rơ nơm. Các lông đuôi bằng nhau. Chân gà to, tròn, vảy chân mịn màu đỏ. Con gà trống có dáng to, dài, trọng lượng của một chú gà trống nuôi làm giống có khi đến 6 đến 7 kg. Còn gà mái thường có 3 màu lông là màu đất thó, nghĩa là màu trắng xanh, vỏ quả nhẵn chín và màu xẻ giống như lông của con chim sẻ. Trọng lượng của gà mái tối đa là 4 đến 5 kg. Thời gian nuôi đạt được một cái trọng lượng thịt là khoảng 6 tháng, sản lượng trứng ấp là khoảng 40 đến 50 trứng trên 1 năm. Và thời gian gà mái đẻ bắt đầu khoảng từ 6 đến 8 tháng. Gà Hồ thì thể hiện cho sự đại cát, sung túc, thịnh vượng và an lành, được các nghệ nhân đưa vào trong các cái tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng. Giống gà này có những cái nét đẹp riêng mà tất cả các giống gà khác không có được. Con gà trống chỉ có 2 màu lông chính là màu lĩnh, tức là màu đen, và màu mận chín. Giống gà thứ tư là gà mía. Gà mía có nguồn gốc ở xã Phùng Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Gà mía mình ngắn, đùi to và thô, mắt sâu, màu đơn,
chân có ba hàng vảy, da đỏ sắc, lông gà trống thì màu tía, gà mái màu nâu xám hoặc màu vàng. Thịt gà mía có mùi thơm, da giòn, mỡ dưới da rất ít, sức khỏe tốt, thích nghi trong điều kiện chăn nuôi thả vườn nhưng mà đẻ muộn. Lũ gà thứ 5 là gà tàu vàng, có nguồn gốc ở chủ yếu ở các tỉnh thành phía Nam như Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Dương. Lông màu vàng rơm, vàng sẫm và có đốm đen ở cổ, cánh và đuôi. Chân màu vàng, da trắng, thịt trắng, màu phần lớn là màu đơn và có ít màu nụ. Gà này có sức đề kháng cao, thích ứng ngược gần như là mọi điều kiện chăn nuôi ở địa phương. Thịt rất rắn chắc, thơm ngon, thích hợp với nuôi thả vườn. Giống gà thứ 6 là gà ác. Gà ác thì không chỉ là một món ăn ngon, gà ác còn có tác dụng chữa được các cái bệnh mệt mỏi về đau lưng, suy nhược cơ thể, mất ngủ, chóng mặt. Gà ác được nuôi chủ yếu và nuôi nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Nam Đông Bộ. Gà ác có tầm vóc xù xì, khá nhỏ, lông trắng, màu trắng tuyền, da, thịt, xương, mỏ và chân đều đen. Gà trống có màu cờ đỏ thẫm, gà mái có màu cờ nhưng mà nhỏ và đỏ nhạt, tích màu xanh, chân có lông, có 5 ngón. Giống gà thứ 7 là gà tre. Gà tre thì đây là một giống gà phổ biến tại khu vực miền Nam, đặc biệt là ở Tây Nam Bộ. Gà tre có vóc dáng gần giống với gà rừng nhưng thấp và nhỏ hơn, trọng lượng đạt khoảng 0,7 đến 0,8 kg trên một con gà trống và 0,6 0,7 kg trên một con gà mái. Khả năng miễn dịch của gà tre khá cao và rất ít bị bệnh tật. Gà được chọn nuôi làm cảnh vì gà trống có hình dáng đẹp, lông gà có màu sắc khá đa dạng, đen, trắng, hoa mơ, tía. Và hiện nay thì dân thành phố rất thích nuôi gà tre làm cảnh. Gà lạc thủy. Nếu mà nói đến gà quý hiếm thì thường chúng ta thường nhắc đến là gà đông tảo, gà hồ. Tuy nhiên thì có một giống gà đặc hữu ở Việt Nam chưa được nhiều người biết đến, đó là gà lạc thủy. Điều đáng nói không chỉ người dân bình thường ít biết đến loại gà quý hiếm ở Việt Nam này, mà ngay cả giới khoa học cũng mới phát hiện trong một lần đi giao gà giống ở Lạc Thủy, Hòa Bình. Và khi loài gà này được phát hiện, các nhà khoa học lập tức đưa chúng vào diện bảo tồn. Gà này có đặc điểm ngoại hình khác với gà đông tảo, gà hồ, gà móng, nhưng mới nhìn qua thì giống với gà mía. Tuy nhiên, từng giai đoạn phát triển, giống gà này có sự thay đổi và không còn giống gà mía nữa. Giống gà thứ 9 cũng là gà chín ngựa, một con gà có nói là có trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh mà chúng ta vẫn nghe với câu nói là gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Thì gà chín cựa này, gốc tích của nó chính là ở huyện Xuân Sơn, thủ phủ của gà chín cựa. Đây là giống gà khá đặc biệt. Nó nằm ở cái bản Còi, một cái khu vực mà nằm sâu trong cái rừng quốc gia Xuân Sơn. Gà này đặc biệt ở chỗ, ngoài nó là giống gà gọi là trong truyền thuyết người Việt Nam mình, thì về cái chất lượng thịt thì rất là ngon, khả năng mà đem lại lợi nhuận kinh tế cao. Thì gà chín cựa cũng rất là khó nuôi, thậm chí là khó cả bắt nữa. Và giống gà này được gọi là gà vua hoặc là chúa vì vẻ ngoài nổi bật, đặc điểm có nhiều cựa. Tất nhiên là trong một cái đàn gà chín cựa không phải con nào cũng có chín cựa, có con 7 cựa, 8 cựa, thậm chí có con chẳng có cựa nào. Và thậm chí có những con gà có thể đến tới 12 cựa. Thì những con gà này phải nói là được xếp vào cái hàng quý hiếm